Rồi, xin chào anh chị các bạn. Cũng nhiều bác gọi điện hỏi, đặc biệt là các bác ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Lạng Sơn. Hỏi em là thời điểm này Xpander có bán được cái phiên bản hai phiên bản thấp không, thì cũng phải lên kho quay cho các bác này. Thì bây giờ đa phần Xpander thì bọn em cũng chỉ còn bản Premium và bản Cross. Bản số sàn thì bên em có nhận đặt nhé. Xe số sàn là xe lắp ráp trong nước, còn ba phiên bản còn lại thì là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên thì bản Eco thời điểm này gần như là nó hết xe trên thị trường rồi nhé. Bản Eco thì thật sự là các bác đặt thì cũng cũng không có thông tin để mình chờ. Thì anh chị mà có nhu cầu mua xe 7 chỗ của Mitsubishi, cái mức giá tiền nó vừa phải, thì có thể cân nhắc tham khảo lên thẳng mẫu Premium, vì hiện tại cái ưu đãi khuyến mại nó cũng rất là rẻ rồi. Hôm nay em có hai xe trắng đen đây, vẫn thoải mái cho anh chị ký đặt hàng. Mẫu xe này hiện nay bọn em bán ra biển đâu đó có ở Bắc Ninh, Bắc Giang là hơn 670 một chút nhé. Cụ thể theo từng thời điểm nó có thể khác nhau, thì anh chị cứ book máy alo trực tiếp cho em Hùng. Số điện thoại đang đính kèm trên màn hình. Xpander ấy thì nó có 4 bản, anh em trao đổi ạ. Bản số sàn 555 triệu thì bọn em bán đâu đó chỉ hơn 520 một chút thôi. Giá ra biển thì các bác tính nhẩm nhanh nó khoảng tầm 57 58 khi mà chưa có thông tin về giảm thuế nhé. Bản Eco thì gần như đã hết xe rồi. Các bác lên bản thẳng Bre đây, cam 360, màn hình cảm biến các thứ đầy đủ, lên là chỉ lắp thêm một chút phụ kiện là đi thôi, thì lăn bánh đâu đó nó tầm khoảng 67, hơn 67. Ngoài ra thì các bác có thể lấy phiên bản Xpander Cross với thanh giá nắp ở trên này, hay là bộ body kit, thì nó đắt hơn vào khoảng 40 triệu, hơn 40 triệu. Xe đấy thì bọn em bán lăn bánh vừa rồi nó sẽ dao động vào khoảng hơn 720 đến 730 nhé. Đấy, tùy từng thời điểm, tùy từng khu vực, anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp của bên em nhé. Còn bản Xpander, bản Pre này nên phải nói anh chị là đầy đủ luôn để mình đi rồi. Ghế da này chỉ hơi tiếc một chút là ghế cơ thôi, nhưng mà ghế bọc da, phanh tay điện tử, auto hold có hết rồi. Màn hình thì khách đặt là bọn em sẽ lắp luôn. Đấy, cam 360 này, chỉnh góc sáng của đèn này, gương các thứ chỉnh điện hết rồi, điều hòa độc lập tự động. Đấy, cửa gió hàng 2, hàng 3. Xe thì các bác yên tâm là bao rộng rãi rồi, ngồi không rộng không lấy tiền. Đó. Dòng Xpander này thì phải nói là các bác miền Nam mua chuộng hơn các bác miền Bắc. Tuy nhiên thì cũng không phải là miền Bắc mình không có ai mua, mà phải nói là bọn em bán nó không không kịp về cho các bác mua. Đấy, thì anh chị có nhu cầu tìm mua một chiếc Xpander 7 chỗ đa dụng của dòng Mitsubishi thì alo trực tiếp cho bên em. Hiện nay vay trả góp với cái mức ra biển đâu đó vào khoảng hơn 600, gần 700, thì mình có thể vay tối đa vào khoảng 500 triệu nhé. Bác chuẩn bị giúp em vào khoảng từ 190 đến 200, hàng tháng thì trả vào khoảng 10 triệu quay đầu, tùy vào thời gian vay và cái hồ sơ tài chính của mình. Đấy, đi nhanh qua ngoại thất thì đây, mâm này thì là mâm phay rồi. Các bác có led định vị ban ngày này, có đèn bi projector này, đèn sương mù thì cũng thoải mái luôn. Bản này thì đúng là chỉ độ thêm một chút về phụ kiện thôi. Các bác có nhu cầu có thể thương lượng trong cái lúc mà đàm phán mua xe, thì gần như các bác là chìa khóa bọn em có thể làm chìa khóa trao tay chọn gói cho mình, mua là chỉ việc đi thôi. Đấy. Còn X-Cross thì nó đắt hơn vào khoảng hơn 40 triệu nhé. Đấy, còn Xpander bản này vẫn bán rất chạy. Các bác ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn thì cứ alo trực tiếp cho bên em, đảm bảo là các bác có giá tốt và xe nhận sớm luôn. Rồi, X-Cross thì em sẽ làm một cái video riêng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.